tự hào với truyền thống hào hùng của dân tộc và mỗi người dân Việt Nam chúng ta không bao giờ quên sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước đã chiến đấu mang lại nền hòa bình, độc lập cho đất nước hôm nay. Và mỗi dịp tháng 7, tháng tri ân đến, tình cảm thiêng liêng và lòng biết ơn đó càng được nhân lên và lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội với nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa sâu sắc. Đối với các đơn vị quân đội, đây cũng là hoạt động giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống ý nghĩa để thế hệ trẻ luôn hiểu và phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Cố gắng đi học tập, rèn luyện để cho đi cố gắng đi mà làm việc của mọi người cho nha. Lời chia sẻ, nhắn nhủ đó được bà Nguyễn Thị Ngâm nhắc lại rất nhiều lần trong cuộc trò chuyện với các chiến sĩ trẻ của Lữ đoàn Xe tăng 201, Binh chủng Tăng thiết giáp, nhân dịp đại diện đơn vị đến thăm gia đình. Con trai bà, liệt sĩ Nguyễn Đắc Trương đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ trên mặt trận Nam Lào năm 1979. 97 tuổi, ký ức đã không còn rõ ràng, nhưng niềm tự hào về người con đã anh dũng chiến đấu hy sinh vẫn luôn vẹn nguyên trong bà. Qua lời tâm sự đó, các chiến sĩ trẻ đã hiểu hơn và trân trọng hơn công lao của các thế hệ cha anh đi trước. Em nghe thì em thấy rất là xúc động. Đó là tấm gương để em phấn đấu thực hiện tốt, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Và với cương vị là người chiến sĩ thì em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện và xây dựng quân đội vững chắc và để chính danh bộ đội Cụ Hồ. Là hoạt động giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, sâu sắc. Những buổi trình trang, thắp hương tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ như thế này đã trở thành việc làm thường xuyên với các cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Xe tăng 201 mỗi khi tháng 7 về. Cùng nhau cắt tỉa gọn gàng từng bụi cỏ, làm đẹp cho từng phần mộ và những nén hương thơm được thắp lên với lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay với các anh hùng liệt sĩ. Các cái đồng chí là chiến sĩ mới, mới về đơn vị để họ tham gia, để gặp mặt. Thế rồi là tham gia các cái hoạt động cùng với địa phương, gặp mặt các nhân chứng lịch sử ở trên địa bàn đóng quân. Đấy, thông qua hoạt động đó thì là để giáo dục cho bộ đội cái truyền thống yêu nước, biết ơn cái công lao và cái sự cống hiến hy sinh của các cái thế hệ cha anh đi trước. Với Trung đoàn 143, Sư đoàn 315 Quân khu 5, các hoạt động tri ân còn được thực hiện qua hoạt động chăm lo, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn đóng quân. Trong mỗi câu chuyện, mỗi việc làm quan tâm thăm hỏi, tặng quà cho các mẹ là tình cảm, sự quý trọng biết ơn từ trái tim của mỗi cán bộ chiến sĩ đơn vị. Và những câu chuyện lịch sử, giá trị của hòa bình cũng vì thế gần gũi, đáng quý hơn với những chiến sĩ trẻ này. Hàng tháng là chúng tôi đều có trích các cái nguồn kinh phí của đơn vị để thăm và phụng dưỡng mẹ. Trong đó, cái vai trò của lực lượng đoàn viên thanh niên trong toàn trung đoàn thì cũng quán triệt, xung kích, hưởng ứng nhiệt tình và tham gia hoạt động thăm và phụng dưỡng mẹ. Và còn đây, mỗi lần bộ đội đến thăm, trong những câu chuyện giàu cảm xúc về cuộc đời quân ngũ của cựu chiến binh, thương binh Vũ Ngọc Thiện, luôn là tình đồng chí, đồng đội và tinh thần yêu nước sâu sắc. Và đó cũng là giá trị ông muốn nhắc nhớ cho thế hệ hôm nay.